Tiểu sử Guni tỏ tình hoàn mỹ. Guni, hay còn gọi là Ngô Thị Hồng Duyên, sinh năm 1997 và đang trở thành gương mặt mới nổi trong làng âm nhạc Việt. Cô nàng được biết đến là chủ nhân của hai ca khúc Sẵn sàng yêu em đi thôi và Dỗi luôn nổi đình đám trên mạng xã hội thời gian gần đây. Hãy cùng tìm hiểu thông tin Guni là ai qua video dưới đây nhé. Ngô Duyên Guni là một ca sĩ trẻ tài năng của showbiz Việt. Cô nàng sở hữu giọng hát ngọt ngào trong trẻo, cùng gương mặt xinh đẹp, dễ lấy thiện cảm từ người nhìn. Cô nàng từng là một diễn viên và người mẫu tự do, nhưng không để lại ấn tượng. Hiện tại, người đẹp sinh năm 97 đã chuyển sang sự nghiệp ca hát và giành được một số thành tựu nhất định. Thời còn đi học cấp 2, cấp 3, Guni từng là học sinh giỏi văn cấp trường, nhưng cũng là một hot girl nổi tiếng trong lớp. Thi đỗ trường đại học sân khấu điện ảnh và được tuyển chọn diễn viên, nhưng lại có cơ duyên với âm nhạc. Guni là chị cả trong một gia đình đông con, nên cô nàng càng ý thức mình càng cần phải có công việc làm thêm để lo một phần kinh tế. Guni tham gia chụp ảnh quảng cáo bờ đồ sản phẩm. Với việc nổi tiếng ban đầu đã giúp cô gái 9X kiếm thêm thu nhập, vì vậy đỡ cho gia đình một phần nào đó bớt khó khăn. Guni luôn cố gắng trau dồi giọng hát, học nhảy và học thêm âm nhạc để có thể ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng hơn gửi tới khán giả. Guni gặt hái được nhiều thành công trong năm 2021 khi nhận được nhiều sự chú ý quan tâm của khán giả. Khi ra mắt, hai bản hit triệu view là Dỗi Vậy Luôn và Mang Song Ca Sẵn Sàng Yêu Em Đi Thôi với Minh Tú. Điểm mạnh của hai ca khúc này là phần lời mộc mạc thể hiện được tâm lý đang yêu của những người trẻ. Từ những ca từ gần gũi, những cô gái hay chàng trai trẻ thấy một phần chuyện tình yêu của mình trong lời hát. Từ đó ca khúc lan tỏa người nghe, bắt đầu tìm đến bản đầy đủ của bài hát, hình ảnh của Guni đến gần hơn với công chúng. Các hàng tan tìm kiếm bài hát trên mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok lượt coi rất nhiều. Tới năm 2022, Guni đã cùng kết hợp với Vi Dương cho phát hành hai MV Nhầm To Rồi Đấy, Con Nhà Gia Giáo, nhưng không đạt được sự quan tâm lớn như kỳ vọng, lượt view trên các nền tảng, không nhận được nhiều người nghe nhạc chú ý. Phải nói rằng so với Dỗi Vậy Luôn, được thực hiện theo phong cách mì ăn liền, hai ca khúc mới của Guni và Vi Dương được đầu tư chỉn chu. Con Nhà Gia Giáo thực hiện công thức thành công là nhạc và ca từ bắt tai phù hợp với thị hiếu của người trẻ, thì Nhầm To Rồi là thử nghiệm mới của hai ca sĩ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bước lùi của hai nghệ sĩ trẻ, đầu tiên phải nói đến truyền thông cho sản phẩm mới. Vì thế không được quảng bá tốt rất khó để ca sĩ debut thành công. Trong thời đại công nghệ, việc ca khúc đi xa đến đâu còn cần đến viral và trending trên các nền tảng. Mặc dù bài hát Con Nhà Gia Giáo với giai điệu dễ nhớ dễ hát nhưng không có sự tiếp nhận và lan tỏa của cư dân mạng. Để một ca khúc có trở thành hit hay không, ngoài yếu tố thuần về chuyên môn thì sự ủng hộ của cộng đồng là điều rất quan trọng, đặc biệt là với các ca sĩ trẻ. Riêng Guni, Vi Dương họ đã có những hit riêng mình, nhưng để khẳng định bản thân, thời gian tới đây cả hai ca sĩ vẫn còn phải nỗ lực để tạo ra những nền tảng hâm nóng tên tuổi hơn nữa. Trong phần trước của Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Minh Tú và Guni là một cặp đôi nên từ mối quan hệ bạn bè. Thế nhưng trong năm 2022, Guni và Minh Tú được mời đóng cặp trong một sản phẩm âm nhạc, nhưng nữ ca sĩ lại chia sẻ dòng trạng thái rằng Minh Tú chỉ là anh trai. Càng khiến cho người hâm mộ nghi ngờ, cả hai đã đường ai nấy đi, nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Trở lại với Tỏ Tình Hoàn Mỹ của mùa 2, Guni không phải là người chủ động tìm tới tỏ tình người mình thương, mà cô được một chàng trai bí ẩn mời tới chương trình. Lần này Guni tới với chương trình trong một tâm thế vừa thoải mái vừa lo lắng, vì Dương đã quỳ gối cầu hôn Guni trước sự chứng kiến của dàn khách mời và hàng ngàn khán giả. Chúng ta cùng chúc cho Vi Dương và Guni mãi mãi hạnh phúc bên nhau nhé! Thank you.